đây là Unavi Outlet nè. Đó, bây giờ mình sẽ đi vào coi nó sale cái gì. Unavi, right. Đó, nó sale 70%, nó up 60%. Đó. Unavi, ok. Unavi. Bây giờ mình đi vào. Đây, coi đồ nó sale. Đây là Navi nè. Đó, mấy áo jacket nè, 60% up nè, đó mà. Có giá nhiều. 59 đồng 99 là 60 đồng cái áo jacket. Dày nha. Đó là dày. Cái áo len nè, áo lạnh len nè, đó. Vậy cũng được. 25 đồng. Một cái. Đó, đây. Giảm 50%. Đó, quần 6 túi bên nữ nha, sale up 30% nè, áo nữ, đồ nữ nha, đồ của bên nữ. Đây, găng lễ Noel rồi đó, nó sale up 50%, 60%. Đó, 60-30% đó, có áo da luôn. Này, áo da này là 40% nè. Đó. Đây là quần jean của nữ 24 đô. Đó, bây giờ now 24 đồng. Đó, quần jean nữ nè, đủ màu. Này, áo, áo nữ luôn, sale up 30%. Jean sell up 30%. 24 đồng. Bên đây là nữ. Bây giờ mình đi qua bên nam, mình coi đồ nam có sell hay không. À, bên đồ nam nè, đó mấy cái áo nè 10 đô. 10 đồng. Áo thun nè, đủ màu. Cái này mặc cũng ấm nè. Đó, đang sale à, 10 đồng. Đó. Mấy cái áo khoác sale 30%. Đó. Đây, Navi nha, Navi nha. Đó. Sale 30%. Đó. Để coi giá bao nhiêu. 64 đồng 99, sale 30% khoảng là còn 4 mấy đồng. Còn áo thun này là 10 đô, 10 đồng cái. Đó, sale up. Nói chung là đồ Navi này cũng thường cũng được thôi. Cái áo jacket Navi này. À, cái này bao nhiêu? 49 đồng, 50 đồng, 49 đồng 99, sale up 30%, còn 3 mấy đồng. Bên đây là đồ kit trẻ em. Đó, đồ này là 10 tuổi đổ lại. Đồ của 10 tuổi đã trổ lại. Đó, sale 30% nè. Đó, 60%, 30%. Rồi Young Man nha, 60%. Mấy đứa con trai 10 tuổi, 9-10 tuổi. Quần này đó, quần jean nè. Quần jean 29 đồng 99. Một cái quần jean. Mấy đứa boys, young boys, sale up 50%. À, quần nè, quần lạnh nè, mặc mùa đông nè.
30% đó, áo khoác, áo thun là 15 đồng cái đó, thun tay dài 15 đô một cái, màu trắng màu đỏ, áo quần sale 30% đó. Sale 40% áo khoác, 40% đó, bên đây là áo khoác, áo sơ mi nè, sale 40% nè đó. Áo sơ mi nè đó, tay dài sale 24.99 cái áo sơ mi sọc trắng này kia đầy đủ. À, bên đây là có dây nịt luôn nha, đủ màu đủ size luôn, da thiệt nha đó. Bên đây là 14.99 đang sale 14.99 à, mấy áo thùng tay dài. Bên đây là quần kaki à, sale 30% ốp à, kaki đủ màu, đen xanh vàng màu trắng. Đây là quần jean 30 đồng một cái, quần jean nam nha. Bên đây sale ốp 30% à, jean nam đủ màu đủ size. Còn áo sơ mi là 60% nè đó, áo sơ mi sọc. Ồ, áo thun là 8 đồng cái. Ồ, thun tay ngắn quá, đúng rồi, thun tay ngắn, thun tay ngắn đó. 8 đồng đó. 8 đồng đủ màu. Đây là quần jean nè à, đủ màu luôn, đủ màu sắc quần jean, sale ốp 30%. Áo thùng 10 đồng cái à, tay dài. Đây quần jean, đây quần jean bao nhiêu cái, 44.99 là 45 đồng, sale ốp 30%. Cũng còn 20 mấy đồng. Nói chung là đồ Navy cũng good, cũng mặc được. Bên đây là sale 30% nè đó, mấy cái quần jean đen xanh này kia đủ size hết. Chắc mình lựa một cái hai cái. Rồi sale 24 đồng 99 đó, một cái áo jacket đó, tay dài áo sơ mi nè đó, tay dài sale 24.99 cái áo sơ mi sọc trắng này kia đầy đủ. À, bên đây là có dây nịt luôn nha, đủ màu đủ size luôn. Ok, để coi coi cặp dây nịt này nhiều, 29 đô 95, 29 đô là gần 30 đồng rồi. Một cặp dây nịt, cặp dây nịt này cũng 29 đô luôn. Rồi, dĩ cộng nào cũng 29 đồng hết. Da thiệt nha. Đó. B
Bên đây là 14.99, đang sale 14.99. À, méo thùng tại dài. Bán đầy đủ loại dớ luôn, 3 đồng. Đó. 3 đồng một đôi, một cặp. Ok. Bây giờ mình sẽ review xong cái shop Navi. Giờ mình đi ra.